Cô chào các em. Cô tên Lý Thị Kim Hồng, giáo viên dạy lớp 1A, trường tiểu học Trưng Vương, thành phố Châu Đốc. Hôm nay cô cùng các em học tiết toán ôn tập của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Để tiết học có hiệu quả, các em hãy chuẩn bị sách giáo khoa, bút chì và thước có kẻ vạch cm. Các em chuẩn bị xong chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Khởi động. Các em hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau. Cm viết tắt là A, hai chữ M, B, chữ C và chữ M, C, chữ G và chữ M, D, chữ M. Rồi các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án đúng đi nào. Các em suy nghĩ xong chưa? Đáp án đúng là... À đúng rồi, đáp án đúng là đáp án B. cm được viết tắt là chữ C và chữ M. Chúng ta sang câu thứ hai. Đặt thước đúng thì ghi chữ D, đặt thước sai thì ghi chữ S. Các em hãy quan sát ba cây thước. Cây thước nào đặt đúng thì ghi là chữ D, cây thước nào đặt sai thì ghi chữ S. Rồi các em bắt đầu làm bài đi. Các em làm bài xong chưa? À, chúng ta bắt đầu sửa bài nhé. Cây thước có ký hiệu là A. Đúng hay sai? À, đúng rồi, cây thước có ký hiệu là A. Đặt sai chúng ta ghi chữ S. Chúng ta sang cây thước có ký hiệu là B. Cây thước có ký hiệu là B. Đặt thước đúng hay là sai? À, đặt thước sai thì chúng ta cũng ghi là chữ S. Cây thước có ký hiệu là C. Đặt đúng hay đặt sai? À, đặt thước đúng, chúng ta ghi vào là chữ D. Các em làm bài tốt lắm. Chúng ta tiếp tục câu thứ ba. Câu thứ ba có ba bạn đang thực hiện đo. Các em hãy quan sát và cho cô biết bạn A đo chiều dài tấm bảng bằng gì? Bạn B đo chiều dài của miếng gạch bằng gì? Bạn C đo chiều dài cái bàn bằng gì? Các em hãy quan sát và cho cô biết đi nào. Rồi, các em hãy cho cô biết bạn A đo chiều dài tấm bảng bằng gì? À, đúng rồi, bạn A đo chiều dài tấm bảng bằng sải tay. Bạn B đo chiều dài miếng gạch bằng gì? À, bạn B đo chiều dài miếng gạch bằng bước chân. Còn bạn C đo chiều dài cái bàn bằng gì? À, đúng rồi, bạn C đo chiều dài cái bàn bằng găng tay. Qua phần khởi động, cô thấy các em nhớ bài đã học rất là tốt. Cô có lời khen các em. Bài học hôm nay, các em tiếp tục học phần ôn tập cuối năm, tiết 6, trang 154. Chúng ta tiếp tục với bài 14, trò chơi. Bạn A nói hai số bất kỳ trong phạm vi 10. Bạn B so sánh hai số đó. Dùng hai số đó viết một phép trừ. Đổi vai trò, B nói A viết. Bạn A là bạn nữ, bạn B là bạn nam. Bạn A nói hai số bất kỳ trong phạm vi 10. Bạn B
so sánh hai số đó và dùng hai số đó viết một phép trừ. A nói 3 và 8. B so sánh 8 lớn hơn 3 và viết phép trừ là 8 trừ 3 bằng 5. A nói 6 và 10. B so sánh 10 lớn hơn 6 và viết phép trừ là 10 trừ 6 bằng 4. Tiếp tục, bạn A nói 9 và 5. Bạn B sẽ nói 9 lớn hơn 5 và viết phép trừ là 9 trừ 5 bằng 4. Đổi vai, bạn B nói hai số bất kỳ trong phạm vi 10. Bạn A so sánh hai số đó và dùng hai số đó viết một phép trừ. B nói 6 và 9. A so sánh 6 bé hơn 9. Dùng hai số đó viết một phép trừ. 9 trừ 6 bằng 3. Tiếp tục, B nói 7 và 10. A nói 7 bé hơn 10. Viết phép trừ là 10 trừ 7 bằng 3. Qua trò chơi của bài 14, cô thấy các em biết so sánh số, lập được phép trừ thích hợp. Cô khen các em. Bài 15. Em nhớ được mấy số đo của em. Ngón trỏ dài bao nhiêu cm? Bàn tay dài bao nhiêu cm? Gang tay dài bao nhiêu cm? Bước chân dài bao nhiêu cm? Sải tay dài bao nhiêu gang tay? Ở bài tập này, các em thực hành đo độ dài ngón trỏ, đo độ dài bàn tay, đo độ dài gang tay, đo độ dài bước chân với đơn vị đo là cm. Độ dài sải tay, các em dùng gang tay để đo. Đây là vị trí của ngón trỏ, bàn tay, gang tay, bước chân, sải tay. Các em hãy nhìn vào mũi tên trên ngón trỏ, trên bàn tay, gang tay, bước chân. Sau đó các em dùng thước có vạch cm để đo thực tế trên ngón trỏ, bàn tay, gang tay, bước chân của các em. Sau khi các em đo xong, các em hãy ghi số đo vào ô vuông có dấu hỏi chấm. Đo sải tay, các em dùng gang tay để đo. Các em đã nắm được cách làm bài chưa? À, vậy các em bắt đầu thực hành đo đi. Các em đo xong chưa? À, bây giờ các em hãy quan sát bài của cô nhé. Đây là số đo của bạn Nam. Bạn Nam đo ngón trỏ dài là 4 cm, bàn tay dài 10 cm, gang tay dài 15 cm, bước chân dài 30 cm, sải tay dài 10 gang tay. Các bạn nào có số đo gang tay dài bằng với số đo gang tay của bạn Nam? À, các bạn nào có số đo gang tay dài hơn số đo gang tay của bạn Nam? À, các bạn nào có số đo gang tay ngắn hơn số đo gang tay của bạn Nam? À,
Bạn nào có số đo găng tay ngắn nhất? Bạn nào có số đo găng tay dài nhất? Cô cảm ơn các em. Như vậy các em đã vừa hoàn thành xong bài tập 15. Qua bài tập 15, cô nhận thấy các em thực hiện đo rất là chính xác và biết so sánh số đo với nhau. Cô có lời khen các em. Chúng ta bắt đầu chuyển sang bài tập 16 nhé các em. Bài 16. Em đo hộp bút của em. Ở bài này các em thực hành đo hộp bút của mình. Các em dùng thước có vạch cm để đo chiều dài và đo chiều rộng hộp bút của các em. Sau khi các em đo xong, các em sẽ báo cáo kết quả đo được cho cả lớp cùng nghe nhé. Bạn nào không có hộp bút thì các em có thể dùng thước để đo chiều dài và đo chiều rộng hộp bút trong sách giáo khoa. Cách đặt thước để đo các em đã học rồi, cô không nhắc lại nữa. Các em đã nắm được cách làm bài chưa? Vậy các em bắt đầu thực hành đi. Các em đo xong chưa? Và đây là số đo hộp bút trong sách giáo khoa. Hộp bút trong sách giáo khoa có chiều dài là 8 cm và có chiều rộng là 3 cm. Bạn nào có số đo hộp bút trong sách giáo khoa giống như số đo cô vừa nêu? Cô cảm ơn các em. Vậy là các em vừa hoàn thành xong bài tập 16 rồi đó các em ạ. Qua 3 bài của ôn tập, cô thấy các em nắm vững kiến thức đã học rất là tốt. Cô có lời khen các em. Để việc đo được thành thạo hơn, ở nhà các em có thể dùng thước có vạch cm để đo chiều dài và chiều rộng của cái bàn các em ngồi học. Đo chiều dài, chiều rộng quyển vở, tấm bảng. Tiếp sau, các em báo cáo kết quả mình đo được cho cả lớp cùng nghe nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào các em và hẹn các em ở tiết học sau nhé.